Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem. Đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh em và mọi người một ngày mới nhiều vui, và chia sẻ cùng với tất cả anh em là sau cái thời điểm dịch thì hôm nay trường chim đấu trường Tuấn Nibi mang tên bộ ba quái thú Phú Xuyên đấu trường 80 anh em nhé. Thì theo như cái thể lệ của ban tổ chức đưa ra là số vé dự kiến là 68 đồng, thế nhưng mà được anh em về tham gia rất là đông và lên đến 80 đồng, và trận đấu ngày hôm nay là sẽ có top 30, 20 và top 10. Và sau khi tất cả những chú chim được anh em đưa đến và chuẩn bị cho mình những số báo danh cũng như tất cả những cái yếu tố tốt nhất để đưa những chú chim lên dàn, thì sau khoảng thời gian thi đấu thì tất cả những chú chim yếu kém sù rụt buổi đấu theo đúng tiêu chí của hội giám khảo Trà Mau miền Bắc đã hạ xuống, và Dũng sẽ thông tin chi tiết về những chú chim và chú chim nào sẽ là đạt giải quán quân ngày hôm nay. Thì Dũng sẽ chia sẻ cùng với tất cả anh em qua cái video ngày hôm nay, và qua video thì mọi người thấy hay hãy lan và tỏa và chia sẻ cho mọi người cùng xem cùng biết mọi người nhé. Dũng xin trân trọng cảm ơn, mời tất cả anh em và mọi người hãy cùng xem video. Vâng, và tại vòng thi đấu thứ 17 chuẩn bị được diễn ra thì sau khi mà tất cả những chú chim yếu kém sù rụt bỏ đấu theo đúng tiêu chí của hội giám khảo Trà Mau miền Bắc đã hạ tất cả những chú chim xuống, thì hiện tại trên dàn lúc này còn 31 chú chim. Và 31 chú chim này thì tại vòng thi đấu thứ 17 là sẽ hạ ra một chú chim mọi người nhé. Và chú chim đó sẽ là chú chim nào thì mời mọi người xem trong ít phút nữa. Và chú chim 019 thì sát cột bên kia màn hình của chúng ta được nhắc nhở về thái độ. Vâng, bài chú chim 005 là phải dừng cuộc chơi. Vâng, và đây là tất cả những người anh em đã có những chú chim đã đạt vào top 30 anh em nhé. Vâng, và tại vòng thi đấu này thì là trong vòng diễn ra là 3 phút và tìm ra một chú chim yếu kém nhất dàn để hạ xuống và đi vào top 20 của trận đấu mọi người nhé. 80 91. Và trên dàn đấu thì Dũng có nhận thấy chú chim 083 là một chú chim mộc được 17 tháng đồng, và chú chim đánh rất tốt, và chú chim đã rất nhiều những thành tích và cờ giải. Phải nói là một nước đánh và nước đấu của chú chim rất là tuyệt vời. Và Dũng có để ý tại các vòng thi đấu thì chú chim cũng cất rất nhiều tiếng ché để đè nẹt đối thủ, và chú chim đã đạt được top 30, và thời điểm này thì chú chim cũng đã đạt được top 20. Và chú chim 065 là bên kia dàn đấu của chúng ta, bên kia mặt đấu cũng được nhắc nhở lần thứ hai về thái độ thi đấu. 080 cũng được nhắc nhở về thái độ thi đấu. 083 bung xòe, 074 bung xòe đấu và có bỏ đi ăn rồi. Vâng, đó là chú chim chốt hạ anh em nhé. Chú chim 032 mắc lỗi gãi rỉa phao câu, đó là lỗi nặng nhất. Và những chú chim được nhắc nhở là những chú chim may mắn. Những chú chim được nhắc nhở là những chú chim may mắn, đó là cái yếu tố trong các cuộc thi chim cũng như là hội thi chim. Đó là sự may mắn của những chú chim được nhắc nhở. Và bây giờ là giám khảo sẽ dàn ra 2 giây để cho chú chim thi đấu một cách tốt hơn, cũng như là dành cho anh em giám khảo để chấm chim một cách thuận tiện nhất. Vâng, và vòng thi đấu đầu tiên được diễn ra. Vâng, và chú chim 102 067 bên trái màn hình của chúng ta đã tỉa cánh rất nhanh. Vâng, và lỗi cứng là chú chim 067 ngay tại những giây phút đầu tiên thì chú chim có tỉa cánh. Nó quay ra ngoài quá nhiều lâu em ơi. Thằng 2 con đọc ở đây. Thằng 2 con trước về trước đây. Quay lại không? Lượt 1 của tốc 10 hết giờ.
Vâng, và chú chim nào phải dừng cuộc chơi? Chúng tôi chốt chú chim 6067, hello là gì ạ? Chú chim 12 lớp quả đấu. Vâng, và hai chú chim là 067 và 102 là phải dừng cuộc chơi. Xin chúc mừng hai chủ chim đã đạt được giải thưởng top 10 ngày hôm nay. Anh em đang bảo nhau đồng chí ạ. Tôi xin tín hiệu đồng chí ạ. Chúng ta chuẩn chim luôn ra ngoài ạ. Lượt 2 của top 10 bắt đầu. Bắt lô mỏ, bắt lòng hài, bắt lòng bà cũng hot rồi nha. Thật ra là trên một con đường phát sóng trực tiếp thì cũng rất là dễ nhìn cho anh em, cũng như anh em nhận xét rất là chính xác. Con 26 là con chút kém nhá, để ý nhá. Mất nhịp, chim chơi rất là không may, bắt đầu chơi rất là không may. Chơi vâng, và kết quả cuối cùng thuộc về giám khảo, và bây giờ cũng là vào vòng chốt biên bản để tìm ra chú chim yếu kém để dừng cuộc chơi. Vâng, và vòng thi đấu hết giờ, chú chim 083 phải dừng cuộc chơi. Chú chim 043 phải dừng cuộc chơi. Và chú chim 052 phải dừng cuộc chơi. Anh em nhé, 052 phải dừng cuộc chơi và mượn lại. 52. Vâng, và trên sàn đấu của chúng ta hiện tại lúc này là có 6 cái lồng chim đúng không ạ? Có 6 lồng chim nhưng chỉ có 5 chú chim tham gia thi đấu và mượn lại một chú chim không có số báo danh để có mặt đấu cho chim anh em nhé. Tôi xin giới thiệu rồi anh em cả. Vòng 2 chấm tiếp của vòng tiếp theo, tung người bắt đầu. 75 vừa giữ người. Con 26 này ngơ lắm. Con 26 bung rồi, 26 trước màn hình của chúng ta là không phải thái độ chim đấu anh em nhé, không phải thái độ đấu. Rất gây cấn. Rất gây cấn và rất là hồi hộp của những chủ chim hiện tại bây giờ dưới sân thi đúng không ạ? Cái cảm giác khi chim lúc này là rất là như anh em gọi là ré lồ ấy. Vâng, và cũng đã chuẩn bị chốt biên bản rồi, chuẩn bị chốt biên bản để tìm ra một chú chim anh em nhé. Trên dàn đấu của chúng ta là 6 chim nhưng mà một chú chim mượn lại. Vâng, và chú chim phải dừng cuộc chơi cuối cùng đó là 026. Một yếu tố rất chính xác. Và xin chúc mừng chú chim 026 đã cố gắng rất là nhiều để mà có giải thưởng top 10 ngày hôm nay. Xin chúc mừng 4 chủ chim cũng như là 4 chú chim xuất sắc nhất tại đấu trường 80 ngày hôm nay. Và bắt đầu vòng chuẩn bị vòng chung kết được diễn ra thì chú chim nào sẽ là quán quân của giải đấu ngày hôm nay cũng như là nhì và đồng giải ba. Tôi xin giới thiệu với anh em một vòng. Vòng chung kết anh em đã có thể chọn ra nhất nhì đồng giải ba thì thôi ạ. Vòng chung kết bắt đầu. Vâng, và vòng chung kết bắt đầu. 075 mỏ rất tốt.
0.75 mỏ rất tốt. Đừng suy nghĩ em ơi, đừng suy. Vâng, và 080 ra mỏ rất tốt. 046 búng xòe đấu. Thái độ của chú chim 075 là 075 thái độ là không phải Dũng thấy có biểu hiện rồi. Và như Dũng đánh giá trên luồng phát sóng trực tiếp của mình thì chú chim 080 đang số điểm rất là cao anh em nhé. Ưu tiên về thái độ nước đấu. Chú chim 027 có thái độ đấu nhưng mà Dũng chưa thấy có mỏ đấu. Lã Hòa nhất nhì bên kia chuẩn rồi bạn, chuẩn rồi, bạn nhận xét rất chuẩn. Nhất nhì là hai chú chim bên kia màn hình của chúng ta. Theo như Dũng đánh giá cái luồng phát sóng trực tiếp của mình là cũng nhận định là cùng với mọi người đang xem là như vậy. Thế còn kết quả cuối cùng là thuộc về giám khảo anh em nhé. Bây giờ Dũng đang tương tác cùng với tất cả mọi người đang xem cái video của mình. Mình xin chấn chỉnh lại đồng giải 3 là mỗi giải là 5.500.000 đồng anh em nhé, chứ không phải là như vừa có một bình luận là 500.000 đồng là không phải đâu, chắc mình đọc nhanh nên anh em nghe không rõ. Vâng, và chú chim 075 thái độ ra mỏ rất dày và tốt nhưng mà quay ra ngoài nhiều. Vâng, và kết thúc trận đấu thì Dũng xem kết quả cuối cùng thuộc về giám khảo. Phân tích luôn anh em giám khảo ạ, chú chim báo của giám khảo là chim 46 dày nhất. Vâng. Anh em có thể phát hiện ra người dày nhất không ạ? Vâng. Thua lớp bông xe của chú chim 46 và chú chim 046. Và chú chim 046 là quán quân giải đấu ngày hôm nay. Anh Trịnh Hưng chúc mừng anh. Và chú chim 080 giải nhì. Chúc mừng em. Ok em. Và đồng giải ba là người anh em nào. Chúc mừng em. Mời anh em làm lại xong chúng ta trao giải luôn ở sân ạ. Và chuẩn bị đi vào cái lễ trao giải dành cho tất cả anh em mọi người nhé. Vâng, và kết thúc cuộc thi thì tất cả mọi cả thứ diễn ra một cách rất là tốt đẹp và suôn sẻ đúng không ạ? Và cũng xin kết thúc video của mình ở tại đây và chào tất cả anh em và mọi người một cái luồng phát sóng tiếp theo. Xin chào tất cả anh em và mọi người, hẹn gặp lại.